xin trân trọng con trọng kính cảm ơn bà ngoại và cũng như anh chị Suy cùng các bác bên một bên ngoài của cô con dâu em. Thì hôm nay thì em lời được một cục lời, rồi mai muốn về đẻ thêm 10 cục lời nữa. Dạ, thì biết ơn anh chị Suy cũng như bà ngoại có sự từ gì của bên ngoài. Dạ. Và xin em xin cảm ơn tất cả các chị cùng người cũng như bạn bè thân hữu. Dạ, không phải đường xã xa xôi thích cả đêm cùng em mà không phải một hôm nay và nhiều hôm nữa. Dạ. What you wanna be, yeah. Tell me there's more that you wanna see, yeah. And I can leave right now, but you still talk to me. I'm running it over in my head like got a chance. When you get home, I'll be waiting for you. I wrote these words just hoping that you could
could fall asleep, and you know that I'm the one that's waiting for ya. And you should know I don't wanna hurt you. I lose my heart at a moment's notice for you. I hope that you know that I'm the one that's waiting for ya. If I had the chance, you know that I'd take care of you. And all that we had is left in the past, and you're off with someone new. But where are you now? Now that everything's upside down, and given the chance to stay or go back, what would you do? When you get home, I'll be waiting for you. I wrote these words just hoping that you could fall asleep, and you know that I'm the one that's waiting for you.